Thân ái chào các em, thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Nguyễn Văn Oai, hiện đang dạy tiếng Anh ở trường Trung học cơ sở thị trấn Tầm Du, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Rất là vui khi cùng gặp các em trong cái chương trình dạy học qua sóng truyền hình. Bài học của chúng ta hôm nay là đơn vị bài học số 7 của chương trình tiếng Anh lớp 8 hệ 10 năm với chủ đề Pollution, sự ô nhiễm. Thầy hy vọng là các em sẽ có một cái bài học thật vui, tốt. Bây giờ chúng ta cùng vào bài các em nhé. Bài học của chúng ta hôm nay sẽ có 3 phần. Phần 1 là phần vocabulary, phần từ vựng. Phần 2, phần pronunciation, phần ngữ âm. Và phần 3 là phần grammar, phần văn phạm. Rồi sau đây, thầy trò ta tuần tự ôn luyện từng phần một các bạn nha. Chúng ta đi vào phần số 1 của bài học, phần vocabulary, phần từ vựng. Ở phần này thì chúng ta có hai cái nội dung để mà ôn luyện. Nội dung 1 là chúng ta ôn lại các cái từ chỉ các cái dạng thức ô nhiễm mà chúng ta đã học. Nội dung số 2 là chúng ta ôn lại về word forms, là chúng ta học về cách sử dụng đúng động từ, danh từ và tính từ trong một cái câu tiếng Anh. Chúng ta vào phần nội dung số 1 của phần vocabulary, kinds of pollution, tức là các cái dạng thức ô nhiễm. Chúng ta ôn lại 8 cái danh từ mà chúng ta đã học ở trong bài. Radioactive pollution, cái ô nhiễm phóng xạ. Air pollution, ô nhiễm không khí. Visual pollution, ô nhiễm tầm nhìn. Noise pollution, ô nhiễm tiếng ồn. Land pollution, ô nhiễm đất. Light pollution, ô nhiễm ánh sáng. Thermal pollution, ô nhiễm về nhiệt độ. Water pollution, ô nhiễm về nước. Trong phần bài tập này thì các bạn sẽ đặt cái danh từ đúng ở dưới mỗi cái tranh của nó. Chúng ta nhìn tranh số 1, ta thấy đây là ô nhiễm không khí, nó là air pollution. Ở tranh số 2, đây là một sự ô nhiễm về nước, nó là water pollution. Tranh số 3, đây là sự ô nhiễm về ánh sáng, light pollution. Ở tranh 4, sự ô nhiễm về tiếng ồn, noise pollution. Trên 5, ô nhiễm về đất, land pollution. Trên 6, ô nhiễm về cái tầm nhìn, visual pollution. Trên 7, ô nhiễm về nhiệt độ, thermal pollution. Và trên 8, ô nhiễm về phóng xạ, radioactive pollution. Chúng ta sang nội dung số 2 của cái phần vocabulary, đó là phần word form. Chúng ta học lại, ôn lại cái cách sử dụng đúng động từ, danh từ và tính từ trong một cái câu tiếng Anh. Trong bài này ta có 3 cái từ tiêu biểu. Pollute là một cái động từ, nó có nghĩa là gây ô nhiễm. Pollution là một cái danh từ, sự ô nhiễm. Polluted là một cái tính từ, nghĩa là bị ô nhiễm. Chúng ta xét trong các cái ví dụ xem chúng nó được sử dụng như thế nào nhé. Smoke pollutes the air. Khói nó làm ô nhiễm cái bầu không khí. Thì trong cái câu này, pollutes là một cái động từ. Nó giữ vai trò là động từ của câu. Pollution is a global problem. Cái sự ô nhiễm nó là một cái vấn đề có tính chất toàn cầu. Trong câu này, pollution là một cái danh từ. Đó, nó giữ vai trò của một cái chủ từ. We are facing pollution. Chúng ta đang đối diện với lại cái, đối mặt với lại cái sự ô nhiễm. Trong câu này, pollution là một cái danh từ và nó đang giữ vai trò của một thuật ngữ. Như vậy thì hai cái vị trí, hai cái nhiệm vụ phổ biến nhất của một cái danh từ trong cái câu tiếng Anh đó là làm chủ từ và làm thuật ngữ. Chúng ta xét câu kế tiếp. The river is seems polluted. Tức là cái con sông đó, nó thì hoặc là nó dường như là nó bị ô nhiễm. Trong câu này đó, cái từ polluted nó là một cái tính từ và nó đặt sau cái động từ to be và cái động từ liên kết để nó miêu tả về cái chủ ngữ. Tính từ đặt sau động từ to be hoặc động từ liên kết để miêu tả chủ ngữ. A polluted air is bad for health. Cái không khí ô nhiễm đó, nó thì xấu cho sức khỏe. Ở trong câu này ta thấy là cái tính từ polluted được đặt trước danh từ air. Và trong cái câu ví dụ cuối cùng,
A fish in this lake died of polluted water. Cá trong cái hồ này nè, nó đã chết vì cái nước mà bị ô nhiễm. Ở trong cái câu này đó thì cái tính từ polluted nó được đặt trước cái danh từ water. Như vậy nó tóm lại là một cái động từ tiếng Anh thì nó dễ rồi, nó làm động từ nó rõ rồi. Còn nó khi là danh từ thì nó có hai cái vị trí phổ biến nhất, đó là chủ từ và tân ngữ. Còn khi nó là tính từ thì nó đặt sau be hoặc là sau một cái động từ liên kết, hoặc nó đặt trước một cái danh từ khác. Các bạn nhớ cái vị trí của nó để chúng ta chuyển sang phần luyện tập nha. Câu luyện tập số 1. The made the river black. Tức là cái gì đó nó đã làm cho cái con sông nó bị đen đi. Ta có động từ là made, và rõ ràng là ở câu này chúng ta đang thiếu một cái danh từ để mà làm chủ ngữ của câu, phải không nào? Ta cần một cái danh từ làm chủ ngữ. Đáp án A là contaminate, một cái động từ có nghĩa là gây nhiễm bẩn. Đáp án B, contaminant, cái danh từ là chất gây bẩn. Và cái đáp án C, contaminated, cái tính từ có nghĩa là bị nhiễm bẩn. Ta đang cần danh từ, như vậy là chúng ta đang cần cái đáp án, ta chọn là đáp án là B. Câu luyện tập số 2, the river is seriously, cái con sông thì một cách nghiêm trọng. Câu này chúng ta có động từ to be với lại một cái trạng từ chỉ cái mức độ của một cái tính chất. Rõ ràng ta đang thiếu một cái tính từ chỉ tính chất, phải không nào? Đáp án A, contaminate, gây bẩn, động từ. Đáp án B, contaminant, chất bẩn, danh từ. Và đáp án C, contaminated, bị nhiễm bẩn, tính từ. Ta đang cần một tính từ, như vậy thì đáp án ta cần chọn là C. Câu luyện tập số 3, lots of fish in the lake, a poisonous water. Nhiều cá trong cái hồ đó, vì cái nước mà bị nhiễm độc. Rõ ràng câu này ta đang thiếu một động từ. Đáp án A, diet, đã chết, động từ. Đáp án B, death, cái chết, danh từ. Và đáp án C, dead, đã chết, tính từ. Ta cần một động từ, cho nên đáp án ta phải chọn là A. Câu số 4. People are the forest. They are cutting many trees. Người ta thì đang gì gì đó đối với cái khu rừng, họ đang chặt rất là nhiều cây. Ở câu này thì chúng ta có cái động từ phụ là are, và ta đang thiếu một cái động từ chính cho cái tân ngữ the forest, phải không nào? Ta đang thiếu một cái động từ hành động cho cái tân ngữ the forest. Đáp án A, damaging, đang làm hư, đang gây hại, động từ. Đáp án B, damage, sự hư hại, danh từ. Thực ra thì cái đáp án B, cái damage này nó vẫn là một động từ các bạn nha. Chữ damage nó vừa là động từ, nó vừa là danh từ. Câu C, đáp án C, damaged, bị hư, bị làm hại, tính từ. Ở đây chúng ta đang cần một cái động từ, và động từ này đang ở dạng của in để nó phù hợp với nghĩa của câu. Ta chọn đáp án là A. Và chúng ta sang cái nội dung số 2 của bài học, đó là phần ngữ âm. Phần ngữ âm này thì các bạn sẽ ôn lại cái cách nhấn giọng với những cái từ mà nó có cái đuôi là x hoặc là o. Thì về nguyên tắc đó, những cái từ nó có cái đuôi là x thì các bạn sẽ nhấn âm ở ngay phía trước của nó, ở cái vần ngay phía trước của nó. Ví dụ atomic, economic. Còn những cái từ mà nó có đuôi là o thì chúng ta sẽ nhấn ở cái vần mà cách nó một vần về phía trước. Ví dụ musical, economical. Bây giờ thì chúng ta sẽ luyện tập nhấn âm hai cái những cái từ mà có hai cái đuôi này các bạn nha. Nhắc lại là những cái từ có cái đuôi là x thì sẽ được nhấn âm ngay phía trước của nó. Metric, classic, logic, historic, dramatic. Chúng ta sang phần với các cái từ có đuôi là er. Thì nhắc lại là các từ có đuôi là er sẽ được nhấn ở một cái vần mà cách nó một vần về phía trước. Ví dụ metrical, classical, logical, historical, grammatical. Chúng ta sang nội dung số 3 của bài học, là phần grammar, phần văn phạm. Ở phần văn phạm thì chúng ta sẽ ôn luyện hai nội dung.
Thứ nhất là chúng ta ôn lại về cái câu điều kiện loại 1 và loại 2. Nội dung số 2 là chúng ta ôn lại cái cách diễn đạt, những cái nguyên nhân và những cái hậu quả. Bây giờ chúng ta đi vào từng nội dung một. Chúng ta xét cái câu điều kiện loại 1 qua câu ví dụ. If vehicles run on solar energy, the air will be cleaner. Nếu như mà các cái xe cộ nó chạy bằng cái năng lượng mặt trời thì cái không khí nó sẽ trong lành hơn. Ở trong câu này đó, chúng ta nhìn ở bên cái vế if, cái mệnh đề if, ta thấy động từ đang dùng ở thì hiện tại. Là ở mệnh đề chánh thì động từ gồm có một cái khiếm khuyết will, có thể là can hoặc may, cộng với một cái động từ nguyên mẫu. Và chúng ta sử dụng cái câu điều kiện loại 1 này nè để diễn tả những cái điều kiện mà hoàn toàn có thể xảy ra được ở hiện tại hoặc là trong cái tương lai về sau này. Ví dụ trong cái tình huống của chúng ta thì cái thực tế là gì? Là vehicles may run on solar energy. Tức là các cái xe cộ hiện thời hoặc sau này đó có lẽ là nó sẽ chạy được bằng cái năng lượng mặt trời. Tức là cái việc này, cái việc còn mở cửa, nó còn có thể xảy ra. Chúng ta sang cái câu điều kiện loại 2 qua câu ví dụ. If vehicles run on solar energy, the air would be cleaner. Nếu như mà các cái xe cộ nó chạy bằng cái năng lượng mặt trời thì cái không khí nó sẽ trong lành hơn. Ở trong câu này, ở mệnh đề if ta dùng một cái động từ quá khứ, và ở cái mệnh đề chính thì động từ của ta có một cái khiếm khuyết là would hoặc là could hoặc might cộng với một cái động từ nguyên mẫu. Và ta sẽ sử dụng cái câu điều kiện loại 2 này để diễn tả những cái điều kiện mà nó hoàn toàn không thể xảy ra được ở hiện tại. Thậm chí là nó trái lại với cái thực tế mà ta đang có ở hiện tại. Ví dụ cái tình huống ta đặt ra trên câu điều kiện như vậy đó, thì thực tế của nó hiện giờ là gì? Vehicles run on fuel and the air is polluted. Tức là hiện thời thì các cái xe cộ nó vẫn chạy bằng cái nhiên liệu và cái không khí thì nó vẫn đang bị ô nhiễm. Cái điều chúng ta đặt ra là nếu xe cộ chạy bằng năng lượng mặt trời, không khí nó bị trong lành, nó được trong lành hơn, chỉ là một cái giả định thôi, chứ không thể thực hiện được. Nó trái lại với cái chúng ta đang có. Chúng ta sang phần luyện tập các cái câu điều kiện. Câu 1. If the factory treats its waste well, there less water pollution. Nếu như mà cái nhà máy đó, nó xử lý cái chất thải của nó tốt thì sẽ không có, tức là sẽ có ít cái sự ô nhiễm nước hơn. Thì xét cái động từ ở cái mệnh đề if, chúng ta thấy động từ treats nó đang chia hiện tại các bạn. Như vậy thì đây là một câu điều kiện là một, phải không nào? Cho nên ở cái mệnh đề chính ta sẽ chọn cái đáp án là B. Ở câu số 2, if we too much energy now, we will regret in the future. Nếu mà chúng ta sử dụng quá nhiều cái năng lượng hiện thời đó, thì chúng ta sẽ hối tiếc trong cái tương lai về sau này. Xét cái động từ ở mệnh đề chính, will regret, đây thì đây là một cái câu điều kiện loại 1. Thì ở về if chúng ta sẽ chọn cái đáp án mà nó phù hợp với cái câu điều kiện loại 1 là đáp án A. Câu số 3. If there were no cars now, how people? Nếu mà bây giờ không có cái xe hơi thì người ta sẽ đi lại như thế nào? Đây là một cái câu điều kiện loại 2, đúng không nào? Cho nên đáp án của chúng ta phải chọn là đáp án B. Câu số 4. If I you, I would plant more trees in the garden. Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ trồng nhiều cây hơn nữa ở trong cái vườn. Thì đây là một cái câu điều kiện loại 2. Đáp án của ta chọn là B. Các bạn lưu ý, nhắc các bạn lưu ý chỗ này nha. Đó là trong cái câu điều kiện 2, cái động từ ở bên cái vế if, các bạn thấy nó chia ở quá khứ đâu. Quá khứ. Thì các bạn đừng có nghĩ rằng cái quá khứ đó là nó chỉ cái việc đã xảy ra, giống như là chúng ta đã xài từ xưa giờ. Nó lạ lắm. Nó là một cái quá khứ giả, một cái quá khứ ảo. Nó không có tác dụng chỉ là đấy là một việc đã xảy ra, mà nó có tác dụng cho biết là đây là cái điều không có thật ở hiện tại. Các bạn nhớ nha, quá khứ trong cái mệnh đề if loại 2 thì nó không có tác dụng chỉ quá khứ, mà nó có tác dụng là chỉ đây là cái không có thật ở hiện tại. Thêm một điều cần lưu ý nữa, nếu như mà ở cái vế if mà các bạn phải dùng be với điều kiện loại 2 đó, thì các bạn sẽ dùng cái dạng số nhiều là were cho tất cả các cái chủ ngữ dù là nó ít hay nó nhiều các bạn nha. Câu số 5. If you were on the moon now, what you?
Nếu như bây giờ mà bạn đang có mặt ở trên mặt trăng thì bạn sẽ làm gì? Đây là một cái câu điều kiện loại 2, đúng không nào? Động từ to be ở với if và đặt chi là were, quá khứ. Điều kiện loại 2, ta sẽ chọn đáp án C. Câu số 6. What if there were no wars in the world? Điều gì xảy ra nếu như mà hiện giờ nó không có chiến tranh ở trên thế giới nữa? Thì đây là một cái câu điều kiện loại 2, phải không nào? Chúng ta sẽ chọn cái đáp án C. Câu số 7. My father may drive me to school tomorrow, so we may pick you up. Ba của tôi có lẽ là sẽ chở tôi đi học bằng xe ô tô vào ngày mai. Cho nên tôi có lẽ là tôi sẽ đón bạn đi cùng được đó. Người ta đặt ra một cái vấn đề là if my father meet to school tomorrow, you are, tức là nếu như ngày mai mà cha tôi chở tôi bằng xe hơi đó đi học đó, thì tôi sẽ ghé đón bạn đi cùng luôn. Cái điều này nó chưa có xảy ra và rõ ràng là nó hoàn toàn nó còn thời gian để nó có thể xa được, phải không các bạn? Cho nên chúng ta sẽ áp dụng cái câu điều kiện loại một cho nó và đáp án của chúng ta sẽ chọn là A. Câu số 8. The factory dumps poisons into the lake, so all the fish die. Cái xí nghiệp, cái nhà máy nó xả cái chất độc vô trong cái hồ, cho nên tất cả cá nó chết. Ở đây là cái việc thực tế ở xảy ra ở hiện tại, nó xảy ra ở hiện tại. Người ta đặt vấn đề là if the factory poisons into the lake or the fish, tức là người ta muốn nói rằng nếu như cái nhà máy này nó không có xả cái chất độc vô trong cái hồ đó thì tất cả cá nó không có chết, nhưng mà nó xả rồi, nó xả rồi, ở thực tế là nó đang xả, nó đang xả. Chúng ta đặt một cái điều kiện này thì nó không thể thực hiện được, cho nên nó sẽ là một điều kiện loại 2. Ta sẽ chọn đáp án là B. Để chúng ta sang phần nội dung số 2 của phần văn phạm, đó là chúng ta diễn đạt được cái nguyên nhân và cái hậu quả. Chúng ta xét ba câu ví dụ. Câu số 1. That boy is sneezing because the air is polluted. Tức là cái cậu bé kia kìa, cậu ta đang nhảy mũi bởi vì cái không khí thì nó ô nhiễm. Trong câu này đó, chúng ta dùng cái because là bởi vì để chúng ta chỉ một cái nguyên nhân. Và cái nguyên nhân đứng ở phía sau cái because này nè, nó được diễn tả bằng một cái mệnh đề hoàn chỉnh, tức là nó có chủ ngữ và động từ chỉ hoàn chỉnh các bạn. Trong câu B, trong câu số 2, câu ví dụ số 2, That boy is sneezing because of the polluted air. Cái cậu bé kia thì đang nhảy mũi bởi cái không khí nó ô nhiễm. Thì câu số 2 này người ta vẫn dùng, người ta vẫn chỉ một cái nguyên nhân, ta chỉ một cái nguyên nhân, nhưng mà người ta dùng cái because of. Và các bạn thấy rằng phía sau của cái because of này nó không phải là một cái cụm chủ ngữ động từ mà nó là một cụm danh từ. Tức là nó có cái tính từ blue tick đặt trước cái từ air để tạo thành một cái từ ghép, một cụm từ, đó là the blue tick air, là không khí ô nhiễm. Như vậy nói tóm lại là chúng ta dùng because để chỉ nguyên nhân. Chúng ta đi với dùng với một cái mệnh đề. Dùng because of để chỉ nguyên nhân và dùng với cụm danh từ. Trong câu số 3, the air is polluted. So the boy is sneezing. Không khí thì nó ô nhiễm cho nên cái cậu bé nó đang nhảy mũi. Thì từ so là vì vậy, nó chỉ một cái hậu quả. Và phía sau của so là một cái mệnh đề, tức là nó có chủ ngữ và động từ chia hoàn chỉnh. Như vậy ta tóm lại là because là chỉ nguyên nhân đi với mệnh đề. Because of chỉ nguyên nhân đi với cụm danh từ. So để chỉ cái hậu quả đi với một mệnh đề. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang luyện tập các bạn nha. Câu số 1. The leaves on the trees are damaged as it rains. Ở những cái lá ở trên các cái cây thì nó bị làm hư cơn mưa acid. Thì cái cơn mưa acid này, cái acid rain này nó là cái nguyên nhân làm cho lá cây bị hư, nguyên nhân. Và tức là ta sẽ có because hoặc because of. Và bây giờ nó đang là một cái cụm danh từ cho nên ta sẽ chọn because of. Thì đáp án của chúng ta cần chọn đúng là đáp án A. Câu số 2, the leaves are damaged, the trees can't grow well. Những cái lá đó thì nó bị làm hư, vì những cái cây nó không thể mọc tốt. Những cái cây nó không thể mọc tốt đó, nó là cái hậu quả của những cái lá nó bị hư, phải không nào? Nó chỉ một cái hậu quả, cho nên chúng ta sẽ chọn cái đáp án là so, đó là đáp án B. Tại sao ta không chọn A? Chọn A là nó chỉ nguyên nhân.
Và C cũng vậy, nó chỉ nguyên nhân, ở đây ta đang chỉ hậu quả. Câu số 3, the trees can't grow well, the leaves are damaged. Những cái cây nó không thể mọc tốt, những cái lá thì bị hư. Thì những cái lá bị hư này nó là cái nguyên nhân làm cho cái cây nó không mọc tốt được. Nó chỉ nguyên nhân. Những cái cây không thể mọc tốt bởi vì những cái lá nó bị hư rồi. Tức là ta sẽ chọn chỉ nguyên nhân bằng cái because hoặc because of. Và phía sau cái chỗ trống ta phải là ta có chủ ngữ the leaves và động từ are damaged, tức là nó là một cái mệnh đề, vậy thì ta cần phải chọn chữ because. Như vậy là chúng ta vừa ôn luyện xong với đơn vị bài học số 7 với chủ đề là pollution qua ba cái phần nội dung lớn, phần 1 là vocabulary, phần từ vựng, chúng ta ôn lại về các cái danh từ chỉ cái sự dạng thức ô nhiễm, chúng ta ôn lại về cái word form, biết cách sử dụng động từ, danh từ và tính từ đúng trong cái câu tiếng Anh. Với nội dung số 2 chúng ta vừa ôn đó là phần ngữ âm, chúng ta biết cách nhấn giọng với các cái từ có cái đuôi là x và o. Rồi nội dung số 3 của bài thì ta ôn xong đó là phần grammar, phần văn phạm. Chúng ta ôn được cái nội dung thứ nhất là cái sử dụng được cái câu điều kiện loại 1 và loại 2. Rồi chúng ta ôn nội dung số 2 là biết cách diễn đạt cái nguyên nhân và cái hậu quả. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Thì chúc các em được khỏe, vui và học tập thật tốt. Thân ái chào các em.